Chúng ta sẽ bắt đầu câu này ở phím số 5, dây số 2. Dùng ngón thứ nhất như thế này. 1, 2, 3, 4. Chậm một tí. 1, 2, 3, 4. Thì trong câu này chúng ta áp dụng kỹ thuật slide hoặc là vuốt. Chúng ta có thể vuốt lên hoặc là vuốt xuống. Và cuối câu thì chúng ta thấy có kỹ thuật rung dây. Để đánh cái câu này chậm lại. 1, 2, 3, 4. Và tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 nối nối theo câu thứ nhất và bắt đầu ở phím số 10, dây số 2 với ngón số 3 như thế này. 3, 4. Chậm một tí. 3, 4. Thì câu này chúng ta áp dụng kỹ thuật bend hoặc kỹ thuật nhấn dây. Chúng ta đánh nốt này và nhấn nó lên nốt này. Ok, đánh lại chậm một tí. 3, 4. Nối hai câu lại với nhau chậm. 3, 4. Và tiếp theo là câu số 3. Chúng ta bắt đầu từ phím số 10, dây số 2, ngón số 3 ở đây. Ok, 3, 4. Chậm xuống một tí. 3, 4. Thì câu số 3 chúng ta áp dụng kỹ thuật gọi là hammer on, gõ lên. Chúng ta đánh một nốt nhưng mà làm cho nó thành hai nốt. Như đánh nốt đầy và dùng một ngón khác để gõ lên. Ok, thử để ba câu lại với nhau. 3, 4. Câu số 4 bắt đầu từ phím số 10, dây số 2, dùng ngón số 3 ở đây như thế này. Ok, đánh 4 câu chung với nhau. 3, 4. Dài hơn những câu trước một tí. Chúng ta bắt đầu ở phím số 9, dãy số 3. 3, 4. Thì câu này chúng ta áp dụng kỹ thuật slide. Kỹ này chúng ta slide ngược về lại. Kỹ thuật hammer on slide lại giống như câu đầu. Ok, đánh lại câu số 5. 3, 4. Đánh hết 5 câu chung với nhau. 3, 4.
tiếp 3, 4. Chúng ta thử đánh cái câu solo chúng ta vừa mới học với band nhạc để nghe nó như thế nào chơi. 1, 2, 3, 4. Tôi rất thích cái câu này, ok. Tôi sẽ đánh thêm một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Lady, xin chào hết tất cả các bạn đã đến với chương trình VGT Guitar. Và đây là một câu solo dành cho các bạn đã nắm được một thời gian và nắm được vài kỹ thuật cơ bản. Và bây giờ muốn áp dụng những cái kỹ thuật này vô một đoạn solo, một câu solo như thế nào để nghe nó thuyết phục hơn một tí, thay vì chỉ là những kỹ thuật rời rạc và nó không có gắn liền được với nhau. Và nếu các bạn là những người mới tập đánh guitar điện thì đây cũng là một cái câu rất là tốt để các bạn có thể theo dõi và học những cái kỹ thuật cơ bản. Đây là mình nói là kỹ thuật cơ bản, có nghĩa là dùng bất cứ ở thể loại nào chứ không riêng gì một thể loại. Ở đây là cách mình áp dụng kỹ thuật chứ không phải là kỹ thuật cao siêu hoặc cái gì đó, nhưng mà áp dụng nó như thế nào vô một cái câu solo để nó nghe cho nó rõ ràng là một câu solo, chứ không phải là chỉ đánh lên đánh xuống đánh lên đánh xuống, nhưng mà thiệt sự nó chẳng có nói lên được một cái gì hết trong cái câu solo. Okay. Sau khi các bạn đã đánh được cái câu này ở phím thứ 5 như trong video chúng ta vừa mới tập, thì tất nhiên mình có thể đem nó đi bất cứ ở đâu trên cần đờn. Vấn đề ở đây là mình đổi cần đờn và đổi khó đánh, chứ không phải đổi ngón, đổi câu. Vừa rồi chúng ta đánh ở phím thứ 5 là khó la, thì bất cứ chúng ta có thể đem nó đi đâu cũng đánh được. Ví dụ như thử đánh đô ở phím số 8. Okay. Cảm ơn hết tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình VGT Guitar. Và hy vọng sẽ gặp lại hết tất cả các bạn ở những chương trình sau. Chúng ta sẽ tiếp tục với những bài tập và học của chương trình VGT Guitar. Và nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc có cái gì không rõ đó trong những bài tập này, cho mình biết. Ok. So, good luck. Take care. And bye bye.